Ba Dũng dùng hết công lực, Nguyễn Thanh Nghị vẫn không nhục nhịch. Gần đây, nguồn tin nội bộ cho biết mối quan hệ giữa cựu Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng và Tổng Bí thư Tô Lâm dần trở nên lạnh nhạt. Nguyên nhân được cho là Ba Dũng dỗi vì Tô Lâm đã lên đỡ Trần Lưu Quang mà bỏ quên Nguyễn Thanh Nghị. Hiện nay, Nguyễn Thanh Nghị là Ủy viên Trung ương Đảng, nhiệm kỳ thứ 3, tính luôn nhiệm kỳ làm Ủy viên dự khuyết. Ấy vậy mà Nghị vẫn dậm chân tại chỗ, chưa nhích được bước nào. Chức Bộ trưởng Bộ Xây dựng không cao hơn chức Bí thư Tỉnh ủy Kiên Giang trước đây, thậm chí Nguyễn Thanh Nghị còn bị đì xuống ghế Thứ trưởng sau khi từ Kiên Giang ra Trung ương. Ba Dũng được đánh giá là người ngoại giao rất giỏi trong nội bộ của Đảng. Thuộc hạ ông nâng đỡ rất nhiều, dù ông Trọng đã đánh dụng nhưng không thể hết, một số còn sót lại đã leo lên cao. Trong đó có hai nhân vật đứng thứ nhất và thứ nhì chính trường Việt Nam hiện nay, đó chính là Tô Lâm và Phạm Minh Chính. Sau khi ông Trọng qua đời, ông Nguyễn Tấn Dũng như được cởi trói. Ông xuất hiện trên chính trường ngày một nhiều hơn, đặc biệt là xuất hiện bên cạnh Tổng Bí thư Tô Lâm. Ông Tô Lâm cũng tỏ ra rất quý mến ông Nguyễn Tấn Dũng, tuy nhiên ông Tô Lâm không hoặc có thể không có động thái gì để giúp đỡ cho Nguyễn Thanh Nghị. Hiện nay, ông Tô Lâm đang tiến hành cải tổ lại Ban Bí thư. Ông sẽ loại dần những nhân tố thân Nguyễn Phú Trọng ra khỏi ban này và đưa người của ông vào thay thế. Trong đó, Nguyễn Duy Ngọc, Trần Lưu Quang và Vũ Hồng Văn là những người được ưu tiên. Ông Nghị không nằm trong số này cho dù Ban Bí thư hiện nay đang rất thiếu người. Nếu ông Tô Lâm có thiện chí với Nguyễn Thanh Nghị, thì việc chuyển ông Nghị vào Ban Bí thư là rất dễ dàng. Ông Nguyễn Tấn Dũng hiểu điều đó hơn ai hết. Ấy vậy mà, tướng công an từng được ông Ba Dũng nâng đỡ, giờ đây lại làm lơ với quý tử nhà Ba Dũng. Có ý kiến cho rằng sở dĩ ông Nguyễn Thanh Nghị bị ông Tô Lâm làm lơ, bởi ông Tô Lâm không tin ở ông Nghị. Ông Nghị từng được ông Phạm Minh Chính cứu vớt, đưa từ ghế Thứ trưởng Bộ Xây dựng lên ghế Bộ trưởng Bộ Xây dựng. Dù rằng ông Nghị chưa công khai đứng về phe nào để chống phe còn lại, nhưng rõ ràng Tô Lâm rất ái ngại. Vì ông Tô Lâm đang coi ông Phạm Minh Chính là đối thủ khó chơi nhất, nên nếu sử dụng ông Nghị thì Tô Lâm lại e ngại. Ban Bí thư lại có nội gián. Nếu dùng nhầm người, Tô Lâm sẽ phải hối hận về sau. Lợi thế lớn nhất của ông Ba Dũng cũng chính là bất lợi lớn nhất, là việc ông có ân nghĩa với cả hai nhân vật mạnh nhất chính trường hiện nay, là lợi thế rất lớn. Tuy nhiên, xui cho ông, hai người này lại xem nhau là đối thủ không đợi trời chung, như Nguyễn Thanh Nghị bị mắc kẹt ở hai bên. Giờ đây, nếu dựa vào Phạm Minh Chính, thì ông Chính không thể làm gì hơn, vì quyền lực của ông có hạn. Còn nếu nhờ vào Tô Lâm thì lại bị ông Tô Lâm e ngại là nội gián. Đấy chính là cái cớ để phát sinh bất lợi cho ông Ba Dũng. Những hạt giống đỏ trên chính trường hiện nay đã bị rụng gần hết. Từ Nguyễn Xuân Anh, Trần Tuấn Anh đến Đặng Quốc Khánh đều lần lượt ngã ngựa. Ông Nguyễn Thanh Nghị còn có thể trụ lại ghế Bộ trưởng đã xem ra là một thành công. Tuy nhiên, kết quả này với Ba Dũng thì chưa thể xem là thành công. Ông Nguyễn Thanh Nghị cần nắm một ghế trong Ban Bí thư để rộng cửa vào Bộ Chính trị. Nguyễn Thanh Nghị đã ngồi vào ghế Ủy viên Trung ương Đảng quá lâu. Có lẽ Nguyễn Thanh Nghị cần phải đợi đến Đại hội 14, nhưng giờ này mà vẫn chưa được chuyển vào một trong những ghế bệ phóng thì rất khó để ông Nghị có thể có tên trong Bộ Chính trị ở nhiệm kỳ sau. Ba Dũng đã vận hết nội công, nhưng xem ra Nguyễn Thanh Nghị vẫn chưa nhục nhịch. Quý vị và các bạn vừa theo dõi bản tin, Ba Dũng đã dùng hết công lực, Nguyễn Thanh Nghị vẫn không hề nhục nhịch. Quý vị và các bạn hãy chia sẻ video này cho nhiều người biết và bấm nút theo dõi YouTube và Facebook của Thời báo.de để luôn được cập nhật những bản tin mới nhất, nhanh nhất và trung thực nhất. Từ Berlin, Cộng hòa Liên bang Đức chào các bạn và hẹn gặp lại các bạn ở bản tin lần tới. Trung Khoa Thời báo. Chấm đề. Đại án Đại Ninh nhắm thẳng vào 7 phút, Tô Lâm chơi trò mèo vờn chuột. Vào ngày 2/11, báo chí nhà nước loan tin cơ quan cảnh sát điều tra Bộ Công an vừa hoàn tất kết luận điều tra vụ án đưa hối lộ, nhận hối lộ, lợi dụng chức vụ quyền hạn trong khi thi hành công vụ xảy ra tại tỉnh Lâm Đồng với một số địa phương liên quan. Có 10 bị can bị truy tố về 3 tội danh, trong đó có ông Nguyễn Cao Chí, Tổng giám đốc công ty Sài Gòn Đại Ninh, bị truy tố về tội đưa hối lộ,
ông Mai Tiến Dũng, cựu Bộ trưởng Chủ nhiệm Văn phòng Chính phủ, ông Nguyễn Hồng Giang, cựu Cục trưởng Cục 2 Thanh tra Chính phủ và bà Trần Bích Ngọc, Bộ trưởng Cục 1 Văn phòng Chính phủ bị đề nghị truy tố về tội lợi dụng chức vụ quyền hạn trong khi thi hành công vụ. Có 6 bị can đề nghị truy tố về tội nhận hối lộ, trong đó có ông Trần Đức Quận, cựu Bí thư Tỉnh ủy tỉnh Lâm Đồng, ông Trần Văn Hiệp, cựu Chủ tịch Ban nhân dân tỉnh Lâm Đồng, ông Lê Quốc Khanh, cựu Phó Cục trưởng Cục Thanh tra giải quyết khiếu nại khiếu tố khu vực 2 thuộc Cục 2, Thanh tra Chính phủ, ông Hoàng Văn Xuân và ông Nguyễn Nho Định, cựu Thanh tra viên Cục 2, Thanh tra Chính phủ, ông Nguyễn Ngọc Ánh, cựu Thanh tra viên Chính phủ, Chánh Thanh tra tỉnh Lâm Đồng. Kết luận điều tra được báo chí nhà nước dẫn lại cho biết, vào ngày 16 tháng 1 năm 2021, ông Nguyễn Cao Chí hẹn gặp ông Mai Tiến Dũng ăn sáng tại nhà khách 35 Hùng Vương, Hà Nội. Tại cuộc gặp, ông Chí cho biết đã được ông Trần Văn Minh, Phó Tổng Thanh tra Chính phủ hướng dẫn tiếp tục gửi đơn. Tại thời điểm này, ông Mai Tiến Dũng cũng nhận được ý kiến của cấp trên, yêu cầu quan tâm giúp đỡ ông Chí. Vì vậy, ông Dũng bút phê vào đơn ông Chí với nội dung chuyển vụ 1 và sau đó là chuyển vụ 1 giải quyết sớm. Đầu năm 2021, ông Mai Tiến Dũng là bộ trưởng trong chính phủ của ông Nguyễn Xuân Phúc. Như vậy, rõ ràng ông Mai Tiến Dũng đã khai ra ông Nguyễn Xuân Phúc. Tuy nhiên, trong cáo trạng chỉ sử dụng cụm từ cấp trên để ám chỉ. Đây được cho là trò chơi nửa kín nửa hở của phe Tô Lâm để dư luận tự biết ai đã chỉ đạo ông Mai Tiến Dũng làm như vậy. Nguồn tin nội bộ từng tiết lộ cho Thời báo chấm đê rằng ông Phúc nhận hối lộ lên đến hàng trăm triệu đô la của bà Trương Mỹ Lan. Đây là khoản tiền rất lớn, nhờ đó mà Vạn Thịnh Phát được bảo kê không những ngay tại căn cứ địa Sài Gòn mà trên khắp cả lãnh thổ Việt Nam. Đặc biệt tại Hà Nội, bà Trương Mỹ Lan cũng sở hữu không ít công trình đắc địa. Ngoài ra, hoạt động gom tiền và rửa tiền thông qua ngân hàng SCB không thể thực hiện được nếu không có sự bảo kê tầm chính phủ. Trước khi ông Tô Lâm lên làm Tổng Bí thư, nguồn tin nội bộ cũng cho biết ông đã lên kế hoạch để chuẩn bị bắt Bảy Phúc, thực hiện một vụ án chấn động nhằm răn đe các cựu tứ trụ đã về hưu. Tuy nhiên, đấy chỉ là phương án ghi binh của ông Tô Lâm, mục đích là bắt Bảy Phúc phải nhả lại một phần đã kiếm được cho phe Tô Lâm. Và thế là Nguyễn Xuân Phúc thoát nạn. Giờ đây, Tô Lâm cho báo chí bung thông tin về một cấp trên của ông Mai Tiến Dũng đã chỉ đạo thực hiện dự án khu du lịch Sài Gòn Đại Ninh là một cách để mà ép ông Phúc. Có lẽ Tô Lâm muốn vụ án nào ra vụ án đó, vụ Vạn Thịnh Phát đã tạm ổn, nhưng vụ án Đại Ninh thì ông Phúc vẫn chưa biết điều. Át hẳn ông Phúc biết làm gì để được yên thần. Tài sản của gia đình ông Nguyễn Xuân Phúc, người dân không biết là bao nhiêu, nhưng đồng liêu của ông như Tô Lâm thì không thể không biết rõ. Cướp trực tiếp của dân thì quá lộ liễu, sẽ bị cho dân chửi, nhưng cướp lại của kẻ cướp thì kín đáo hơn rất nhiều. Thậm chí còn được dân khen là công chính. Ở xã hội này, việc cướp lại của kẻ cướp trong thượng tầng chính trị được cho là cách cướp cao minh nhất, kín đáo nhất. Quý vị và các bạn vừa theo dõi bản tin Đại án Đại Ninh nhằm thẳng vào nhà Bảy Phúc, Tô Lâm chơi trò mèo vồn chuột. Quý vị và các bạn hãy chia sẻ video này cho nhiều người biết và bấm nút theo dõi YouTube và Facebook của Thời báo chấm đê để luôn được cập nhật những bản tin mới nhất, nhanh nhất và trung thực nhất. Từ Berlin, Cộng hòa Liên bang Đức chào các bạn và hẹn gặp lại các bạn ở bản tin lần tới. Trung Khoa, Thời báo, chấm đề.